Ngày 31 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi giám sát về tình hình triển khai củng cố, nâng cao năng lực y tế cơ sở chăm sóc sức khỏe nhân dân tại quận Gò Vấp. Báo cáo với đoàn giám sát, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết về thực trạng của trung tâm hiện nay. Theo đó, cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế quận Gò Vấp đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục có nguy cơ đổ sập, chưa được bàn giao tài sản công. Cụ thể, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp có diện tích hơn 3.800m2, gồm 3 khối nhà, trong đó khu C là dãy nhà cấp 4, đã có tuổi đời gần 50 năm. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hòa cho biết, đơn vị hoạt động luôn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ khu C có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Trước mắt, trung tâm đã cho rào chắn khu C, các hoạt động chuyên môn tập trung ở khu B nhằm đảm bảo an toàn cho đội ngũ thầy thuốc và người bệnh.